Xin chào khán giả của Beyond, mình là Trình Mỹ Duyên, đảm nhận vai Hana trong bộ phim Tiểu Tam Không Có Lỗi. Có dấu hỏi. Hana là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, năng động này và cũng sexy. Nhưng mà sâu bên trong thì cô là một người có nhiều chất chứa nỗi buồn. Cái cuộc đời của Hana xảy ra rất là nhiều biến cố và rất là nhiều cái câu chuyện, rất là nhiều cái sự việc xảy ra đến với cô thì cô luôn cố gắng vượt qua những cái điều đó. Và đây là cái vai diễn rất là đặc biệt đối với Duyên. Một vai diễn với tính cách và cuộc đời hoàn toàn khác tất cả các vai diễn mà Duyên đã từng tham gia. Thì Duyên thấy nó rất là hấp dẫn. Và một cái chủ đề, một cái câu chuyện, nội dung phim nó hoàn toàn mới đối với Duyên. Và cũng từ trước giờ Duyên xem cũng nhiều phim truyền hình của Việt Nam rồi. Nhưng mà đây là một cái đề tài rất là mới. Thì Duyên cũng muốn thử sức mình. Bởi vì là trong phim ấy có nhiều cảnh mà tưởng tượng của các diễn viên, tưởng tượng của những bà vợ, nên là nếu mà mọi người chỉ xem những cái đoạn cắt thôi ấy, mọi người là vô hình chung thì mọi người sẽ nghĩ là ba cô gái này là tiểu tam, ba cô gái là người có lỗi. Nhưng mà mọi người phải xem hết tất cả các tập, vì là nhiều khi mà flashback này, tưởng tượng này, rồi Duyên nghĩ là khi mà mọi người xem một hai tập đầu thì mọi người sẽ nghĩ là ồ, ba cô gái này chắc chắn là tiểu tam rồi, và làm bộ phim này chắc chắn là kiểu cổ suý tung hô người thứ ba. Nhưng thực ra không phải, thì mọi người xem mọi người sẽ có một cái góc nhìn khác, hoàn toàn khác. Chưa chắc là ba cô gái này phải là tiểu tam. Mở Vion xem Tiểu Tam Không Có Lỗi, 20 giờ thứ năm, thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11.